Hello, chào anh em nhé, hiện tại mình đang có mặt ở Sapa. Đây anh Hải mời tem đua men với cả gia đình anh Phú với anh Hiệp lên đây để mai có cái chương trình từ thiện hồi sinh ấy, ở thành phố Lào Cai sao nhỉ. Chào anh ạ. Ô, anh đi từ bao giờ ra đây? Từ đi trước em mà. Con gái nhá, rồi. Vào trong như sáng. Không, quay đi view nhà xong rồi bắt. Anh em chào chị. Chú vừa từ Hà Tĩnh ra và con từ Hà Nội lên. Chú cháu mình gặp nhau đây. Anh Long ơi. Anh Long nhá. Nhà anh Hải vừa ngập lụt xong đã sạch sẽ rồi. Ấy sợ, đàn bia luôn. Đây. Vẫn sạch sẽ hết rồi. Anh Hải thấy đâu Hải thất thu mất 2 tỷ anh em ạ. Anh Hải ơi, tổng thiệt hại bao tiền với tầng 1 này? Cái anh ấy phóng sinh như thang máy là tất cả cái bảng mạch này rồi là tất cả là bị ngập hết à, sau nó chập điện nữa rồi tất cả hệ thống cửa kính này mảng điện này điện phía dưới đây mà chập hết. Anh cái sơn đấy gọi sơn nào không? Đấy mới mới sơn nào thôi. Thiệt hại sơ sơ, nói chung là mình đã tiền tỷ thôi nhưng có thể rất là nhiều tỷ, nhưng mà thôi chị cũng rất là chia buồn với cả vợ chồng em. Của đi thay người em ạ. Đấy cho nên là nhà anh Hải ngồi ngập hết tầng 1 luôn anh em ạ. Sợ thật. Thôi đi gì. Hello anh em nhé, quay ở Sapa không? Hôm nay là anh em mình đang tối nay sẽ ăn cơm ở nhà anh Hải. Hôm nay anh Hải đi đón tiếp anh em rất là nhiệt tình. Đặt hết khách sạn 5 sao rồi. Hôm nay là ăn dây lướng ở nhà anh. Mai là lên mai là bắt đầu mình tổ chức sự kiện, hôm nay là lên trước một hôm là nghỉ ngơi vì anh em đi đường xa. Chào Huy Nguyễn Viết nhá. Ui. Sạch phết nhỉ. Đấy. Vừa ngày nào ngập lụt xong mọi người có thể theo dõi video của anh Hải biết. Đấy, rất nhiều. Đây anh em nhá, đây là gian bếp anh Hải Sapa con dê. Oh, cô giáo Hương. Đi ăn hết con dê này không? Đúng không? Đây rồi. Đây. Mày còn đấy, để là ăn trên con bếp bánh Hải Sapa. Không anh em biết đấy nhỏ. Đấy, mày say rồi, kia đi massage luôn. Massage lành mạnh luôn. Này rất nhiều màu anh em nhá. Đấy. Đấy, hợp với con dê kia luôn. Đấy anh em. Mình muốn dọn ra uống rượu. Đấy, chào mọi người nhá, mình anh em mình ngồi ăn đây. Đấy. Anh muốn dọn ra uống rượu. Rồi chào anh em nhá.